Trump nêu cách chấm dứt xung đột, Nga nói Ukraine phản công thất bại. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chỉ cần 24 giờ để chấm dứt xung đột Ukraine, còn ông Putin cho hay Kiev chưa đạt được thành công nào kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công. Theo Fox News, trong ngày 16 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể sử dụng mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt xung đột giữa hai bên. Tôi biết ông Zelensky rất rõ, thậm chí còn hiểu ông Putin hơn nữa. Tôi có mối quan hệ rất tốt với họ. Tôi sẽ nói với ông Zelensky dừng lại và thực hiện một thỏa thuận. Tôi cũng sẽ nói với ông Putin rằng nếu không thỏa thuận, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine thêm nhiều vũ khí và Nga sẽ mất nhiều hơn, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông chỉ cần một ngày để thúc đẩy thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ sự quan ngại khi cuộc xung đột ngày càng kéo dài, kéo theo nhiều nguy cơ cho nước Mỹ. Vào tháng 3 năm nay, ông Trump cũng từng nói rằng sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy vậy, ông Zelensky cho rằng đây là một giải pháp không thực tế. Bên cạnh đó, trong ngày 16 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành tựu nào kể từ khi bắt đầu phản công. Tất cả những nỗ lực của đối phương nhằm xuyên thủng phòng tuyến của chúng ta hay việc huy động lực lượng dự bị chiến lược đều không thành công. Kể từ khi tiến hành phản công, họ vẫn chưa đạt được thành tựu nào, ông Putin nói. Cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang diễn biến tích cực. Ông Putin tiết lộ quân đội Nga đã giành được một số vị trí chiến lược trên tiền tuyến, đồng thời có cơ hội nghiên cứu các thiết bị quân sự của phương Tây.